Chào các bạn, nay mình lại tiếp tục cái hành trình đi mua lan. Nay mình đã gắn cái chân máy ở đây rồi, cầm tay. Đường đi sang Lào nó khó lắm các bạn ạ. Đây là gần khu cửa khẩu nha các bạn nhé. Tôi nói đùa chút thôi. Ở đây là một cái bản rất là xa giáp biên các bạn ạ. Có những cây hoa nó nở rất là thơm. Hoa nếp. Đây là sóng 4G là không có các bạn ạ. Đấy, tôi đang đi vào gần chỗ anh để lan. Anh chuẩn bị đi lên thị trấn à? Vịt mùa này nuôi là phải rồi. Đây là cái nhà sàn của người dân tộc Thái. Hôm qua mấy giờ về đến nơi anh? Qua 8 giờ về đến nhà. Tối à? Đi xa nhỉ? Đây là đùi gà dẹt. Còn má nó mới cơm đấy con. Khá đẹp. Đấy, đây là thành quả sau 30 phút đi vào trong bản. Đấy, 12 cân đùi gà dẹt. Chào mọi người nhé.